Chào cả nhà trở lại kênh dài của em. Thì hiện tại hôm nay là tháng 12 rồi, cũng chuẩn bị còn một tháng mấy ngày nữa thôi là chuẩn bị đến Tết rồi. Anh chị nhà mình á, có ai chuẩn bị đám cưới không ta? Nếu mà có đám cưới nhớ comment cho em biết nha. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho cả nhà một cái mẫu dài thể thao dài cặp nam nữ để chuẩn bị cho mùa đám cưới, chụp hình ngoại cảnh nha anh chị nha. Thì anh chị có thể thấy là những cái dịp mà cuối năm á, thì diễn ra đám cưới rất là nhiều luôn. Thường thường á, thì một á, là ngày tốt, và cuối năm nữa thì ai ai cũng tranh thủ chuẩn bị cho mình một cái lễ cưới thật là to đùng luôn. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cả nhà một cái mẫu dài. Thì thường thường á, những anh chị tuổi trẻ bây giờ á, thường thường hay chụp ngoại cảnh. Thì chụp ngoại cảnh thì mình hay mặc tông là áo trắng và những cái quần sọt này nọ để mình chụp, thường thường là chụp ở biển cũng có, và những cái khu mà cảnh đẹp cũng có. Thì thường thường những cái trang phục đó thì thường kết hợp với lại dài trắng thì nó lên tông rất là đẹp. Thì hôm nay em chia sẻ cả nhà một cái mẫu dài trắng để cặp nam nữ luôn anh chị nha. Cả nhà yêu thương có thể đăng ký kênh, subscribe để theo dõi nhiều video mới nha. Và nhớ cho em một cái nút like để động lực cho em làm thêm nhiều video nữa nè. Thì hiện tại thì cái mẫu trắng này là NY và nó có hai màu chữ. Đây là chữ đen, còn đây là chữ trắng nha anh chị nha. Đây là chữ trắng, nhưng mà màu căn bản nó vẫn là màu đen, gót đen và gót trắng. Màu chủ đạo là màu trắng nha anh chị nha. Thì nó có cặp nam nữ luôn cho anh chị size từ 35 đến 43. 35, 39 là dành cho nữ mình, còn tầm 43 đến 4 em xin lỗi, từ 40 đến 43 là size của nam. Thì những chị mà chân mà to to tầm 40, 41 vẫn mang được luôn anh chị nha. Tại vì nó đã gọi là cặp thì nó không có phân biệt size nào là của nam và size nào là của nữ, quan trọng là mình có mang vừa hay không. Thì những cái dài như thế này chất liệu nó bằng da tất cả nha anh chị nha. Ở phía bên trong cũng lót là da, và ở phía sau gót là một phối viền đen nè, phối đen. Thì bên hông của nó là một cái chữ màu đen luôn, anh chị có thể thấy ha, chữ đen luôn là gót phối đen. Còn những cái đôi dài mà chữ trắng như thế này đó, thì ở phía sau cũng là gót trắng luôn, nó theo tông của cái đôi dài rất là đẹp. Thì nó cũng rất là dễ, tại vì màu trắng là màu chủ đạo nên anh chị rất là dễ để mình kết hợp những cái bộ trang phục áo sơ mi, quần sọ, hoặc là những cái loại đầm chân váy mà mấy chị cô dâu hay mặc luôn. Thì những cái màu này thường thường được chị em và các anh chị lựa chọn để mà mình lên trang phục cưới, chụp ngoại cảnh rất là nhiều. Thì thường thường nó lên tông màu trắng rất là sang. Mọi người em phải thấy thì những cái cặp mà đám cưới á, thường thường là mặc chụp ngoại cảnh cũng toàn là màu trắng thôi anh chị, chứ cũng không có em cũng không thấy chụp màu nữa, nên tất cả đều phải chọn màu trắng hết cho nó lên tông rất là đẹp. Thì những cái đôi giày này chất liệu nó cũng rất là êm nha anh chị. Phía bên ngoài nó là da, phía bên trong cũng lót da, và phía ngoài đế nó có những cái lớp răng cưa như thế này, nó giúp anh chị đi nó không có bị trơn trượt. Và ngoài ra cái này á, nếu mà anh chị đã chụp hình cưới rồi thì mình vẫn đi bình thường được luôn nha anh chị nha. Có thể đi chơi, đi làm hoặc là đi tiệc cũng được luôn, vì chất liệu nó bằng da và màu trắng nên rất là dễ kết hợp đồ. Và những cái chất liệu như thế này anh chị cũng rất là dễ vệ sinh. Khi mà mình mang dơ, mình nên lau chùi và xử lý liền. Đây, em có một cái chai tẩy dài như thế này, plus. Khi mà mình mang dơ, anh chị có thể sử dụng để mình lau cái phần ở phía bên ngoài nữa. Đây nó có những cái lớp răng cưa như thế này, nó như cái bàn chải vậy. Phía giữa nó có cái lớp mút, khi mình mang thì mình có thể đánh trực tiếp lên cái đôi giày như thế này, và mình dùng bông gòn để mình xử lý nó lại nữa thêm nữa. Nên những cái chai tẩy giày này nó rất là tiện lợi và nó rất là dễ cho anh chị vệ sinh giày một cách nhanh chóng luôn. Mình có thể đem đi bỏ vali lúc nào cũng được và sử dụng rất là nhanh. Thì đó nó không có gây khó khăn khi anh chị mang một cái đôi giày trắng mà mình sợ nó dơ hoặc nó bẩn, mình không biết cách xử lý. Thì hôm nay cái video của em đến đây đã hết. Cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Cả nhà yêu thương nhớ cho em một cái nút like và subscribe để theo dõi nhiều cái bài mới
để mình cập nhật những cái mẫu mới và những cái chia sẻ của em. Cảm ơn cả nhà. Cả nhà nếu mà có thể xem nhiều mẫu có thể vào trang fanpage của shop là Dài HB để mình tham khảo được nhiều mẫu hơn cả nhà nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video.